Linh Kế Tài Chính cho các bạn. Hôm nay Linh Kế Tài Chính cho các bạn giới thiệu sản phẩm Diode chỉnh lưu 1A1N4001DIP. Các bạn có thể thấy đây là loại 1N4001. Đây là hàng chính hãng được nhập 100% từ các công ty khác. Để biết thông tin về giá, các bạn có thể truy cập vào đường link được cung cấp ở dưới phần mô tả video hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài cửa hàng. Để đặt hàng, các bạn vui lòng truy cập vào trang web linkst.com hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài cửa hàng đều được. Ngoài ra thì linkst còn cung cấp những dụng cụ tool cần thiết cho các thợ sửa chữa bao mạch, những IC chính hãng và những IC thao máy, tất cả đều test đăng ký trên các bao mạch và hoàn toàn được bảo hành 100%. Linkst xin cảm ơn.